Xin kính chào quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh VTC News. Thưa quý vị, bão Đốc Suri đang ngày càng mạnh lên, tiến rất gần về Biển Đông, nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7 giờ ngày 25 tháng 7, vị trí tâm bão Đốc Suri cách đảo Luzon, Philippines khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, 167-183 km h giật trên cấp 17. Trong 24 giờ tới, Bão Dokjori khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 7 giờ ngày 26 tháng 7, bão di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15 km/h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, cấp 16, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 17,0N, phía đông kinh tuyến 118,0E, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông của Bắc Biển Đông. Đến 7 giờ ngày 27 tháng 7, bão Dokjori di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15 giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm phía bắc vĩ tuyến 17,0N, phía đông kinh tuyến 116,5E, khu vực chịu ảnh hưởng phía đông bắc của Bắc Biển Đông. Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ mạnh cấp 13 cấp 15 giật cấp 17. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km, suy yếu dần. Tác động của bão Doxuri từ chiều ngày 25 tháng 7, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, từ chiều và đêm ngày 26 tháng 7, mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 13, giật cấp 16, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét. Thưa quý vị, Cơ quan Quản lý Thiên văn Địa vật lý và Khí quyển Philippines Pagasa cho biết, bão đốc Suri mạnh lên nhanh chóng và có thể trở thành siêu bão đe dọa đổ bộ vào đất liền phía Bắc Philippines trước khi hướng đến Trung Quốc. Hiện tại, với sức gió duy trì tối đa khoảng 140 km h và gió giật lên tới 170 km h nó được dự báo sẽ đổ bộ hoặc đi qua rất gần các đảo phía Bắc của Philippines trong khoảng từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7. Bagasa lưu ý, mặc dù đường đi mới nhất cho thấy cơn bão vẫn còn ở ngoài khơi nhưng không loại trừ khả năng nó sẽ đổ bộ vào khu vực siêu đô thị Manila với khoảng 13 triệu dân. Trong bối cảnh bão Doksuri có thể trở thành siêu bão, tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr yêu cầu hạn chế các hoạt động bao gồm cả việc đóng cửa các trường học tại vùng đô thị Manila từ ngày 24 tháng 7. Trung tâm cảnh báo bão chung của quân đội Mỹ nhận định bão Doksuri sau đó sẽ hướng về phía Trung Quốc theo Bloomberg. Cụ thể, dự kiến bão sẽ cách thành phố Cảng Cao Hùng ở miền nam Đài Loan, Trung Quốc khoảng 90 km và Hồng Kông, Trung Quốc vào ngày 26 tháng 7 trước khi hướng đến Thượng Hải, Trung Quốc. Chuyên gia Chang Chen Chuan từ Trung tâm Dự báo Thời tiết Đài Loan cho biết, Doxury có thể trở thành siêu bão đầu tiên đổ bộ vào Đài Loan kể từ năm 2019. Ảnh hưởng của bão có thể cảm nhận được từ hôm nay 24 tháng 7 và tác động trực tiếp từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7. Đài Thiên Văn Hồng Kông không loại trừ khả năng Bão Dokuri sẽ di chuyển về phía bờ biển phía đông tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.